Trong bối cảnh thị trường phân bón có nhiều biến động, sáng ngày 11 tháng 8 năm 2021, hai Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về đề xuất giải pháp bình ổn thị trường phân bón trong nước. Theo báo cáo của Cục Hóa chất Bộ Công Thương, từ đầu năm 2021, giá phân bón trong nước đã tăng trung bình từ 50 đến 73%. Phân bón là đầu vào quan trọng của ngành sản xuất nông nghiệp. Giá phân bón tăng đã làm tăng chi phí sản xuất, tác động tiêu cực đến đời sống của người nông dân. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hàng năm nước ta sử dụng trên 10 triệu tấn phân bón. Năm 2020, sử dụng 10,23 triệu tấn, trong đó 7,6 triệu tấn phân bón vô cơ và 2,63 triệu tấn phân bón hữu cơ. Hiện nay, tổng công suất đăng ký của các nhà máy phân bón trong nước là 29,25 triệu tấn. Thống kê mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, cả nước hiện có 841 nhà máy sản xuất phân bón với công suất gần 30 triệu tấn một năm. Như vậy, công suất sản xuất của chúng ta gấp 3 lần so với nhu cầu tiêu thụ. Tại cuộc họp, đại diện các sở công thương, sở nông nghiệp phát triển nông thôn, các doanh nghiệp sản xuất phân bón cho biết. Nếu mà nói là cái giá phân bón tăng do cái bất cập về cung cầu thì ở đây thì chúng ta đánh giá là hoàn toàn không phải. Thế cho nên là quay trở lại một cái yếu tố thứ hai, đấy là cái chi phí sản xuất. Thì báo cáo anh đúng là chi phí sản xuất phân bón là 6 tháng đầu năm nay, 7 tháng đầu năm tăng rất cao. Một cái việc nữa là cái chi phí sản xuất phân bón mà hiện nay là các doanh nghiệp vẫn phải đang tính vào, đấy là cái thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ. Báo cáo anh đây nó thuộc về chính sách, thì tất cả những cái đó là nó đang tính vào chi phí. Một cái nữa là cái chi phí vận chuyển, thì báo cáo anh như vậy, và đặc biệt là hôm nay phát sinh một cái chi phí mà để chúng tôi sản xuất được, bố trí sản xuất được như vậy, thì là câu chuyện là chúng ta phải đối phó với tình hình dịch bệnh. Cho nên là các doanh nghiệp là cũng tăng chi phí khi mà phải bố trí cái sản xuất ba tại chỗ. Tôi xin trình bày thêm và lấy tất cả những cái vấn đề liên quan đến là giá cả là do thị trường quyết định, không phải do cái doanh nghiệp hay là do cá nhân hay là do một cái hệ thống nào đó quyết định. Thế thì để có thể điều tiết được cái vấn đề liên quan đến giá cả thì một mặt đảm bảo được cả cán cân cung cầu, tránh cái thiếu hàng cục bộ cũng như là thiếu than hàng và dẫn đến câu chuyện là găm hàng, nâng giá, thì cái việc mà đảm bảo điều hòa cung cầu cũng là quan trọng nhất giữa năng lực sản xuất, nhập khẩu và cung ứng. Thứ hai là những cái vấn đề liên quan đến chính sách mà để có thể các doanh nghiệp như chúng tôi, như phân bón Cà Mau, như phân bón Phú Mỹ, như các doanh nghiệp có thể hỗ trợ cho nông dân gián tiếp thông qua các cái chương trình giảm giá, chương trình xúc tiến bán hàng, chương trình hỗ trợ nông dân, thì chúng tôi phải có kinh phí. Đấy thì những cái và thậm chí rằng là cái giá cả có thể điều chỉnh được trong ngắn hạn, thì cái câu chuyện liên quan đến BAT như đồng chí Vũ Thế Chuyên đã trình bày cũng là một trong những cái rất là cần thiết cho các doanh nghiệp có cái cơ sở chúng tôi triển khai thực hiện. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh cho biết, Bộ Nông nghiệp đã lắng nghe và ghi nhận những khó khăn vướng mắc của các địa phương doanh nghiệp. Thứ trưởng đề nghị và yêu cầu trong đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp phải đồng hành, chia sẻ khó khăn với bà con nông dân bằng nhiều biện pháp khác nhau. Tuyệt đối không tăng giá, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, tích trữ. Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, Bộ Công Thương đã nhận thấy sự biến động về giá phân bón, nên ngay quý 1 năm 2021, Liên Bộ đã làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất phân bón trong nước và đề nghị giảm xuất khẩu, ưu tiên phân bón phục vụ cho nhu cầu trong nước. Để bình ổn thị trường phân bón, Liên Bộ đã thống nhất nhiều giải pháp, trong đó tập trung hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với bà con nông dân bằng nhiều hình thức như giảm giá thành sản phẩm, bình ổn giá nguyên vật liệu đầu vào. Thứ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp cố gắng hợp lý hóa các chi phí, giữ ổn định giá thành, đặt mục tiêu phân bón Việt Nam được bán giá thấp hơn phân bón nhập vào, đưa phân bón đến tay người nông dân với giá thấp nhất. Về các giải pháp dài hạn, Thứ trưởng đề nghị ngành nông nghiệp hướng dẫn bà con nông dân sử dụng phân bón tiết kiệm, cố gắng chuyển đổi các loại phân bón khác để kết hợp với việc sử dụng phân bón hữu cơ, tăng tỉ trọng phân bón hữu cơ trong chăm sóc cây trồng. Còn khâu lưu thông, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội xem xét lại vấn đề thuế giá trị gia tăng đối với sản xuất phân bón. Chúng tôi hoàn toàn hiểu những khó khăn của các đồng chí khi không được hoàn thuế đầu vào, do phân bón hiện nay không phải là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.
Cái thứ hai là chúng tôi đề nghị trong khâu lưu thông thì như anh Huyền có nói mà tôi rất là tán thành, đề nghị tất cả các doanh nghiệp sản xuất phân bón họp với chuỗi lưu thông phân phối của mình đấy, để làm sao các đồng chí tính toán cái đảm bảo cái lưu thông trong thời buổi hiện nay, tức là đưa được phân bón của các đồng chí sản xuất đến với các khu vực cần để chuẩn bị cho cái vụ đông xuân. Và chúng ta cần phải phòng trước một cái kịch bản là có thể các biện pháp phòng chống dịch có thể sẽ nhẹ đi theo thời gian nhưng có thể vẫn được duy trì ở mức nhất định. Thì trong trường hợp đó, hệ thống phân phối của chúng ta, mà hệ thống phân phối của các đồng chí đấy, sẽ bảo đảm cách nào để đưa được phân bón đến với bà con nông dân với giá rẻ nhất. Cái thứ ba là các đồng chí đề xuất đi những biện pháp để chúng ta giảm được cái chi phí phát sinh do tác dụng không mong muốn của dịch Covid-19. Tôi còn về phía Bộ Công Thương, tôi đề nghị là gì? Lực lượng quản lý thị trường tiếp tục theo dõi sát thị trường, bảo đảm cái chuyện kê khai và niêm yết giá theo đúng luật giá, cũng như tránh đầu cơ tích trữ hiện nay thì chưa có. Thì nhưng mà chúng ta vẫn phải đề phòng. Về thuế xuất khẩu thì chúng tôi sẽ, và các biện pháp liên quan đến xuất khẩu thì chúng tôi cũng sẽ căn cứ ý kiến của các đồng chí ngày hôm nay, và trên cái tinh thần là ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp trong nước thì chúng tôi cũng sẽ có những kiến nghị của Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị Bộ Tài chính xem xét có những cái biện pháp phù hợp với cam kết quốc tế của chúng ta.